Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái vấn đề về YouTube. Nếu mà các bạn làm YouTube thì các bạn sẽ thấy một cái email như thế này gửi đến cho bạn thì bạn sẽ rất là bất ngờ và hoang mang. Mình nhận một cái email cách đây khoảng một tháng. Thì email báo rằng từ đây là từ cái một cái nhóm gọi là chuyên gia bên YouTube. Nó nói kênh của mình không còn đủ điều kiện kiếm tiền nữa, hãy kiểm tra đăng ký lại nha. Đây không phải là cái vấn đề mà mình muốn nêu ra, nhưng mà mình chia sẻ để các bạn, nếu mà là YouTube hoặc là các bạn nào đang hoặc là sẽ làm YouTube để kiếm tiền thì các bạn hãy lấy cái clip của mình để làm gọi là kinh nghiệm. Đây, mình nhận được cái email này, mình rất bối rối. Đây, nó nói như thế này: chào kênh của mình này, trong một đợt đánh giá gần đây, nhóm chuyên gia về chính sách của chúng tôi đã xem kỹ những video và tải lên của kênh của mình. Chúng tôi nhận thấy phần lớn nội dung trên kênh đó không tuân thủ các chính sách của YouTube. Rồi nó đưa ra một điều là kể từ hôm nay kênh của bạn không còn đủ điều kiện kiếm tiền nữa, bạn sẽ không được quyền sử dụng công cụ các tính năng kiếm tiền. Nếu mà một kênh mà mình đã được kiếm tiền từ mấy năm, gần chục năm, mà bây giờ mình sẽ ngưng không được chặn quảng cáo thì các bạn sẽ hiểu cái điều gì nó xảy ra đối với cái kênh của mình rồi đó. Thì mình rất hoang mang. Và đây, mình đã giải quyết thành công và mình đã được đăng ký lại cái phần mà chạy quảng cáo. Thì sau khi mà mình nhận được cái email này, mình vô cái kênh của mình thì đúng thật là nó bị tắt kiếm tiền và nó báo là cái kênh của mình không được kiếm tiền nữa. Đó. Rồi, ở trong ngày nếu mà các bạn nhận được cái email này thì bên YouTube thông báo rất là rõ. Đó. Những cái việc làm của mình hoặc là những cái điều gì mình cần làm. Rồi, đây là những cái mà nó thông báo với mình. Đây, mình sẽ đi vào cái phần mà mình đã làm. Khi mà mình nhận được cái email, mình vô cái kênh của mình. Đây là những cái điều không nên làm đối với một kênh YouTube. Nếu mà các bạn có trải qua rồi thì các bạn có thể lướt qua, hoặc là chưa thì các bạn có thể lấy đây là một kinh nghiệm cho bản thân. Đây là những điều không nên và những điều nên. Thì những cái điều không nên này nó rất là mơ hồ đối với một người đang làm YouTube. Bên chuyên gia nó sẽ đánh giá những cái nội dung cái kênh của mình. Đó. Đây là những điều không nên này, những điều nên làm đối với một kênh YouTube này nha. Các bạn có thể là lưu lại hôm qua, có thể là để làm cái kinh nghiệm cho mình. Và sau khi mà mình nhận được cái email thì nó có hai hướng giải quyết. Và đối với kênh của mình, thứ nhất là bạn khiếu nại bằng cách là gửi video, là mình phải quay lại một cái video nói lên cái lý do hoặc là cái mong muốn của mình đối với kênh của mình. Đó, trong vòng 14 ngày để thông báo về cái quyết định của nhóm chuyên gia YouTube nó quyết định lên cái kênh của mình. Thì cái cách một này thì mình không khuyên các bạn làm nhé. Các bạn nên làm cái cách hai. Cách một các bạn làm là phần trăm mà thành công để mình đăng ký lại cái kênh của mình thì nó rất là nhỏ đó, và sẽ tốn thời gian thêm. Vì cái kênh của bạn khi mà đạt được cái nhóm mà chuyên gia gọi là nó phân tích rồi nó xem á, nó xem xét ấy, nó cắm cờ cái kênh của mình á, thì nó đã xem xét rồi. Bây giờ mình giải thích hoặc là làm một video nào đó để gửi đến cái nhóm đấy thì cái nhóm đấy cũng vô cái kênh của mình và xem xét lại thôi. Đó, các bạn nên làm cái cách thứ hai. Cái cách thứ hai là cái cách chúng ta vào cái trang của mình xem những cái video, những cái bình luận nào hoặc là những cái chú thích nào nó chưa rõ thì các bạn lên rà soát lại và chúng ta có thể là xóa video nếu mà không phù hợp với cái chính sách của YouTube.
và xóa những bình luận, hoặc là chúng ta chỉnh cái chú thích phía dưới bên video đó. Và đây nè, cách thứ hai là hãy xem xét rồi đăng ký lại sau 30 ngày. Thì mình đã đăng ký lại sau 30 ngày. Khi mà chúng ta đủ điều kiện thì cái nút ở dưới này, cái nút để đăng ký lại này, nó sẽ sáng lên. Vì đầu nó sẽ không sáng như thế này. Đây. Và sau khi nó được đăng ký lại thì nó sẽ sáng lên, chúng ta đăng ký lại này. Trong quá trình đăng ký lại thì cái đơn của mình sẽ được gửi đến cái nhóm. Cái nhóm thì xem xét, và nó lại xem xét cái đơn của mình để bật cái kiếm tiền. Trong quá trình xem xét này thì mình thấy nó dao động khoảng từ 1 tuần đến 2 tuần, quá nắm là 30 ngày đó. Rồi sau khi nó xem xét thì kênh của mình đã được một cái email gọi là chúc mừng, đã được là đối tác của YouTube kiếm tiền lại và bật lại cái phương thức kiếm tiền trên cái kênh của mình. Thì ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn cái clip này để các bạn có thể là tránh những cái trường hợp không mong muốn xảy ra đối với kênh YouTube của mình, do là mình đã đầu tư hoặc là mình đã gắn bó với cái kênh một khoảng thời gian dài. Vì thế mà các bạn nên trau chuốt lại những cái video và tránh lấy những cái clip ở trên, một ví dụ như là những cái mạng xã hội như là TikTok hoặc là bên Facebook mà người ta đưa sang YouTube, thì đó là một kinh nghiệm mà gọi là đầy hoang mang đối với mình khi mình làm YouTube. Rồi, rất mong cái clip này sẽ giúp ích cho các bạn, gọi là chia sẻ kinh nghiệm, và người ta lấy từ kinh nghiệm của mình ra để có thể là chia sẻ cho các bạn trong quá trình mà mình làm YouTube nha. Rồi, chúc các bạn làm YouTube thành công, và nhớ là phải tuân thủ các điều kiện của YouTube nhé. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay.